Sau đây là 5 tình huống thực tế khi bạn đi làm mà không biết gì về tiếng Anh. Thứ nhất á, là bạn không thể tham gia cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh để mình ứng tuyển vào cái vị trí cấp cao trong công ty. Thứ hai là bạn không thể viết email cho khách hàng hoặc là đối tác bằng tiếng Anh và rất dễ bị sai và hiểu lầm. Điều thứ ba là bạn không thể nào phát biểu bằng ý kiến cái quan điểm của mình bằng tiếng Anh trong những cái cuộc họp của công ty với những đối tác nước ngoài. Điều thứ tư là bạn không thể thuyết trình bằng tiếng Anh để gây ra cái sự chú ý, tạo ấn tượng cho công ty của mình. Điều thứ năm là điều hết sức quan trọng, đó là bạn không thể giao tiếp với những cái đối tác, với những cái nhân viên của cái công ty mẹ bên nước ngoài và khi bạn tham gia hội nhóm của tổng công ty. Vậy làm thế nào để các bạn xóa bỏ cái rào cản ngôn ngữ giữa các quốc gia với nhau, giữa các công ty mẹ và công ty tại Việt Nam? Hãy follow kênh và comment bên dưới để Trang đồng hành và hỗ trợ các bạn tốt hơn về vấn đề này nhé.